Kính chào chư vị đạo hữu Đến với tiểu điếm thính phòng hòa thị tiên thành Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên công khai vật Tác giả cổ chân nhân mươi 187 Đồ thân diệt tộc Chư vị nghe chuyện Hãy đăng ký kênh Like share và bình luận audio Đều ngộ tại hạ sâu trong tầng tầng phù vân ninh chuyết vẫn đang yên lặng vận công hắn khí thì ngũ sắc hào quan lượn lờ khí tức cuồn cuộn khi thì tinh huyết bừng bừng mà khí âm trầm khi thì khuôn mặt trăng nghiêm vật quang phổ chiếu sau khi thử nghiệm ba loại công pháp một lần hắn đã có nhận thức trực quan và sâu sắc hơn về phần công pháp từ tầng thứ bảy đến tầng thứ 9 mới đạt được ba môn công pháp này đều giữ được ưu điểm lớn nhất trước đây tốc độ tu luyện vô cùng nhanh nhưng nếu thật sự tu hành theo phương pháp ban đầu Thì thời gian tu luyện ít nhất phải gấp 3 lần tổng thời gian trước đây Đó là bởi vì công pháp từ tầng 7 tới tầng 9 Đã xuất hiện một ưu điểm mới Hùng hậu Cho dù là thần niệm pháp lực hay là tình huyết Đều hùng hậu hơn nhiều so với tu luyện từ công pháp thông thường Mặc dù ưu thế về tốc độ tu luyện vẫn được giữ nguyên Nhưng tổng lượng tiêu chuẩn tu được Phải cao gấp 3 lần Cho nên thời gian tu luyện cũng bị kéo dài gấp 3 lần điều khiến lúc mày ninh chuyết nhũ chặt hơn nữa chính là một điểm khác bắt đầu từ tầng thứ bảy ba công pháp này đã bắt đầu cộng hưởng với nhau tiểu cảnh giới thì không sao nhưng đại cảnh giới thì nhất định phải đồng bộ tiến thoái điều này quả thật có chút phiền phức nói cách khác ba công pháp này phải đồng thời bước vào tầng thứ bảy tầng thứ tám cùng với tầng thứ chín nhưng có thể làm một môn ở tầng thứ bảy sơ kỳ môn khác ở tầng thứ bảy trung kỳ đồng thời môn thứ ba ở tầng bảy đỉnh phong trước đây trên thần ninh chuyết đã từng xuất hiện tình trạng tu vi thần hải cao hơn tầng 6 nhưng hai môn công pháp còn lại đều là tầng 5 loại tình huống này tuyệt đối không thể xảy ra với công pháp từ tầng 7 tới tầng 9 theo như nội dung của công pháp một khi tình huống này xảy ra sẽ ảnh hưởng rất lớn tới khả năng trúc cơ thành công ninh chuyết biết rõ nguyên nhân bởi vì điều này liên quan tới sự hợp nhất của tam điền như đã đề cập trước đây sau khi luyện khí kỳ chính là trúc cơ, luyện khí kỳ có ba con đường chủ tu chính là thần hải thượng đan điền, khí hải trung đan điền và tinh hải hạ đan điền. Đối với hầu hết các môn công pháp mà nói, chúng chỉ chuyên tu một cái đan điền cho nên không cần phải lo lắng về khía cạnh này. Nhưng đối với một môn công pháp cấp cao hoặc đỉnh cao, chúng không chỉ chuyên tu riêng một đan điền mà thường liên quan tới hai cái đan điền. mà kệ hai đan điền này là gì, chúng đều liên quan tới sự hợp nhất ví dụ như thần khí tương hợp, tinh thần thống nhất hoặc là tinh khí dung hòa. Đối với tam tông thực nhân mà nói, ông ta muốn làm được nhiều hơn thế, chính là tam hợp bảo tinh khí thần. Loại hợp nhất này cũng không phải là sát nhập ba đan điền thành một, mà là để cho khí thức của chúng thống nhất, hình thành một thể chân chính đã thông con đường tiến tới trúc cơ kỳ. Nếu không có sự hợp nhất như vậy, nên chuyết tu luyện ba môn công pháp này cũng giống như tùy tiện, tu luyện ba công pháp, không hề có chút tương thích nào từ khi dùng kích cảnh giới trúc cơ kỳ chắc chắn sẽ thất bại cả ba đan điền đều có tu vi chỉ cần có chút không hài hòa không phân biệt chủ thứ sẽ tạo thành xung đột vô cùng kịch liệt dẫn tới thất bại khi dùng kích trúc cơ kỳ ba đan điền bởi vì tương xung mà bị tổn hại nhẹ thì ảnh hưởng tới căn cơ tu hành từ thiên tài xa suốt thành phế vật nặng thì nguy hiểm tới tính mệnh đây là nguyên nhân khiến cho việc tu hành ba đan điền vẫn là chuyện rất hiếm hoi trong tu chân giới phát triển như ngày nay. Ninh Chuyết tổng kết lại ba công pháp của Tam Tông Thượng Nhân tới giai đoạn luyện khí hậu kỳ. ưu điểm về tốc độ tu luyện sẽ được giữ nguyên, nhưng thời gian lại kéo dài cấp ba Hơn nữa ba công pháp này phải cùng tiến lùi. Hắn lập tức nghĩ tới nan đề bên trong đó. Như vậy tu vi thần hải của ta không thể tiến bộ quá nhanh. Nhất định phải xem xét tới tiến độ tu vi của hai đan điền. May mà ở tiểu cảnh giới có thể không nhất quán, ta vẫn có thể dùng băng ngọc tiểu để đề cao khí hải. Vấn đề là tu luyện tinh hải thì phải làm sao? Tiến độ tu hành của tinh hải đình chuyết vẫn luôn chậm nhất. Không phải hắn không có tiền phú trên phương diện này, cũng không phải là thật sự rất chậm, mà là so với thần hải tiến bộ thần tốc. Và khí hải có thể được đề cao, thì tinh hải luôn bị tụt ở đằng sau. Trước đây không phải là vấn đề, thế nhưng hiện tại lại khác. Theo công pháp hậu kỳ của Tam Thông Thượng Nhân, đây chính là nhược điểm lớn nhất trong quá trình tu hành của Ninh Chuyết. Mặc dù đã lấy được công pháp hậu kỳ vào tay, thế nhưng vấn đề mới cũng theo đó xuất hiện. Ninh Chuyết chỉ vừa nghiên cứu sơ qua về nội dung hậu kỳ của kính đài thông linh quyết, thì đã cảm thấy tu vi thần hải trong cơ thể mơ hồ bừng bừng phấn chấn. Có xu thế đột phá lên tầng 7. Điều này khiến hắn sợ hãi vội vàng xua tan mọi ý niệm liên quan ở bên trong thần hải. Tu vi khí hải của hắn cũng đã đạt tới tầng 6 đỉnh phong, cũng chỉ có tu vi tinh hải vẫn còn tụt lại về phía sau nhất định phải dốc toàn lực nâng cao tu vi tinh hải những ai nghiên cứu về tinh hải đa phần đều chủ tu công pháp ma môn nên chuyết thật sự không tiếp xúc nhiều về phương diện này kiến thức của hắn chủ yếu tới từ tàng thư lâu công khai của ninh gia còn trình độ cơ quan thuật lại được thừa hưởng từ những điển tịch mà mẫu thân hắn để lại mặc dù hắn cũng thu thập tin tức tình báo ở chợ đen nhiều năm cũng như chú ý sưu tập các loại điển tịch nhưng những công pháp tu hành pháp thuật lưu lạc Đến môi trường cấp độ như chợ đen Thì có rất nhiều chất lượng kém Hòa thị tiên thành dù sao Cũng là một tòa tiên thành mới Trừ khi nhặt nhạnh được chỗ tốt Hoặc là thông qua một vài đấu giá hội Nếu không rất khó có thể mua được công pháp Có phẩm chất cao Công pháp mà mua là vật phẩm Vốn bị quan phương đàn áp, phòng cấm Thông thường rất khó mua được từ chợ đen Trước năm 16 tuổi, Ninh Chuyết vẫn luôn tin tưởng kết định vào con đường phát triển chính đạo của mình. Cô không có nhiều khát vọng đối với Ma Công. Hắn cũng không ngờ rằng công pháp của Dung Nham Tiên Cung lại đồng tu tam đạo. Điều này khiến cho sự chuẩn bị tích lũy về phương diện Ma Công của hắn hoàn toàn không còn phù hợp với nhu cầu thực tế. Cũng may hắn có một vị lão đại ca vẫn luôn xuất thần từ đại phái Tà Tông. Ninh Chuyết liền đi hỏi Tô Linh Đồng về việc này. Tô Linh Đồng trực tiếp đưa ra câu trả lời Chuyện này rất đơn giản Muốn nâng cao tu vi tình huyết Kỳ thật là chuyện dễ dàng nhất Nhưng tiểu chuyết như ấy nhất định sẽ không làm được Lão đại cũng không sao cả Huynh cứ nói đi Ninh chuyết có chút khẩn trương hỏi tô linh đồng liền nói ra câu trả lời Nhưng đáp án lại khiến sắc mặt của Ninh chuyết khẽ biến Lập tức lắc đầu Không được, không được Phương pháp mà tôi linh đồng đưa ra rất đơn giản Chính là sát hại thân nhân đồng tông Có được huyết mạch đồng nguyên ma tu khủng bố vốn là vì lợi ích của bản thân mình tàn sát người thân đổi lấy tiến bộ vượt bậc về tu vi mấu chốt nhất là chỉ cần ma tu chú trọng tinh luyện thanh lọc thì loại biện pháp này thật sự không có bất cứ tác dụng phụ nào ninh thuyết có chút không cam lòng tôn đại ca ngoài biện pháp này còn có cách nào khác hay không tôn linh đồng cũng đưa ra một vài phương án khác nhưng đều là cách giải quyết có ngưỡng cửa cực cao hoặc là nước xa không cứu được lửa gần vậy thì phải làm sao bây giờ nên chuyết chỉ còn cách một mặt dốc toàn lực tu luyện tinh hải lại vừa chú ý thu thập tình báo liên quan nhìn xem thế giới bên ngoài có cơ duyên hay kỳ ngộ nào hay không tô linh đồng an ủi hắn chuyện này đệ cũng không thể tính là bình cảnh vẫn nên tiến theo từng bước một mới ổn thỏa đây rõ ràng là tốc độ tu hành bình thường đệ còn không hài lòng sao nên chuyết thở dài hắn nói cho tô linh đồng biết lo lắng của bản thân hòa thị tiên thành đã bắt đầu trở nên chật trội liên tục có ngoại nhân bị chiêu huyền lệnh hấp dẫn tới đây để nếm thử thăm dò tiên cung nên chuyết cảm thấy áp lực càng ngày càng gia tăng hắn phải dốc sức tu luyện giành giật từng thời từng khắc cố gắng hết sức tăng thêm khả năng giành được tiên cung chỉ cần hơi lơi lỏng một chút hắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình hay tiểu chuyết người tự ép mình quá đáng rồi tôi linh đồng âm thầm thở dài trong lòng nhưng cô không mở miệng khuyên nhủ bởi vì y hiểu rất rõ ý nghĩa của dung nham tiên cung đối với nhân sinh của lão đệ nhà mình y cũng biết bất cứ lời khuyên nào cũng đều hoàn toàn vô nghĩa toàn lực tương trợ nịnh chuyết mới là sự trợ giúp ý nghĩa nhất mà y có thể mang đến đây chính là lý do tại sao tôn linh đồng mặc dù bị truy nã nhưng vẫn mạo hiểm ở lại hỏa thị tiên thành y vẫn luôn ẩn náu ở bên trong căn cứ ngầm ở dưới lòng đất không những thế cứ định kỳ lại di chuyển một lần với tính cách của y Loại cuộc sống như vậy còn tra tấn hơn cả ngồi tù Nhưng Tô Linh Đồng đều cố gắng chịu đựng Chính là muốn được ở gần Ninh Chuyết hơn một chút Xem xem có thể giúp đỡ cho vị đệ đệ của mình hay không Y không biết được tình cảnh của mình còn nguy hiểm hơn cả Ninh Chuyết bị hai tu sĩ kim đan chân truyền Là phương của phệ hồn tông Dương Thiền Ngọc của bất công môn để mắt tới Chờ thế y quay trở lại căn cứ dưới lòng đất trước đó Chắc chắn sẽ rơi vào trong cạm bẫy của kẻ địch Trong tiểu viện của Ninh Tuyết, Tốt Phẩm chất của cơ quan hòa bạo hầu này Có thể xem là thượng thừa Ta mua nó Ninh Chuyết bỏ tiền ra mua một con cơ quan hầu Gần đây số lần hắn làm ra động tác này Đã tăng lên một cách rõ rệt Ừ, đây là ống phun khí do người chế tạo ra sao Cải tiến dựa theo bản thiết kế cơ quan của Dung Nham Tiên Cung Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận Ninh Chuyết cũng mua lấy cơ quan ống phun khí này Để khuyến khích đối phương Sau khi Ninh Tiểu Tuệ rút khỏi đội ngũ cải tu các thành viên còn lại của chủ mạch đã ít người Hiện tại lại thiếu đi người dẫn dắt Hoàn toàn không có gì đáng ngại Đội ngũ cải tu của ninh gia bây giờ Đã được ninh chuyết nắm giữ triệt để Hắn chủ động sắp xếp người của đội ngũ cải tu Đến các công xưởng cơ quan Để tích lũy tạo nghệ về cơ quan thuật Sau một khoảng thời gian không ngừng nỗ lực Hiệu quả rõ ràng rất đáng kinh ngạc Điều này khiến ninh chuyết vô cùng hoài nghi Liệu có phải ninh gia vốn là gia tộc Lấy cơ quan thuật làm chủ ngày nay chuyển sang tu hành công pháp bằng tuyết có phải là đã đi lệch hướng hay không một vị cựu chấp sự trúc cơ kỳ đã giải đáp thắc mắc cho hắn vị cựu chấp sự này đã từng tham gia vào công việc cao tầng lựa chọn thành viên đội ngũ lúc này ninh tuyết mới hiểu được thì ra những người trong đội ngũ cải tu đều không phải được tuyển chọn một cách ngẫu nhiên mà là do cao tầng ninh gia tốn rất nhiều tâm tư đặc biệt tuyển chọn từ một lượng lớn tộc nhân có tiềm năng về cơ quan thuật Số lượng người trong gia tộc càng nhiều Nhân tài phù hợp tu luyện các loại tạo nghệ tu chân khác nhau cũng sẽ mở rộng Từ góc độ của gia tộc mà nói Nhân số đông vẫn luôn được ưu tiên Thật sự là càng nhiều càng tốt Những nhân tài được ninh ra tình chọn hiện giờ đã rơi vào trong tay ninh chuyết Một lòng một dạng nghe theo hắn Chợ đèn của tô linh đồng cũng đã bị ninh chuyết nắm trong tay Thu nhập quán đột nhiên tăng vọt Mọi chuyện luôn có hai mặt của nó Rất nhiều ngoại nhân tràn vào tiên thành mang đến cho hắn áp lực cạnh tranh vô cùng lớn, nhưng đồng thời cậu khiến suy nghĩ càng thêm thịnh vượng, thu nhập càng ngày càng nhiều, tiền tài trong tay Ninh Tuyết được tích lũy với tốc độ chưa từng có, càng ngày càng nhiều, ngay cả khi hắn vẫn đang tiêu xài liên tục. khi quyên tiền cho tử ấu viên, hắn đã góp vượt lượng linh thạch lớn hơn so với kế hoạch ban đầu rất nhiều. tỷ lệ chi trả lương bổng cho thuộc hạ trúc cơ kỷ của Ninh gia trên tổng thu nhập đang giảm xuống vô cùng nhanh chóng. Ninh Tuyết còn đầu tư một khoản tài phú thật lớn để bí mật thu thập tình báo có rất nhiều tin tức liên quan tới việc thúc đẩy tốc độ tu luyện ma công nhưng về cơ bản cũng đáng tin cậy hắn đã được rèn luyện mẫn cảm đối với thông tin trong mười mấy năm qua hắn chỉ lướt mắt nhìn qua đã có thể ước lượng đại khái được mức độ tin cậy của một tin tức có rất nhiều tình báo manh mối thu thập được nhưng phần lớn đều chỉ nằm ở mức độ tin đồn không có quá nhiều giá trị phần lớn đáp án đều giống như tôn linh đồng đã đề cập ra tay với người thân của mình vì liên quan tới công pháp ba môn hơn nữa còn liên hệ tới dung nham tiền cùng ta không thể bắt đầu từ con đường chính thống cũng không thể tìm kiếm sự trợ giúp tới từ ba đại gia tộc bây giờ tình hình vẫn ổn nhưng nếu tù vì tinh hải tấn thăng lên tầng thứ bảy thời gian kéo dài gấp ba lần thì càng không thể chịu đựng nổi Ninh chuyết trầm ngâm suy nghĩ nhiều ngày một ngày này trong đầu hắn đột nhiên lóe lên linh quang phát hiện ra một con đường đột phá cho cục diện bế tắc trước mắt chờ đã ta có thể để cơ quan nhân ngẫu tu hành thay chúng mình. Trường 188, Ninh Chuyết chính đạo sao có thể dùng huyết nhục của chính người thân mình. Mấy ngày gần đây, Ninh Chuyết đang chuyên tâm xây dựng lại thân thể cơ quan hoàn toàn mới cho viên đại thắng. Cỗ cơ quan thủ vụ đấu viên mà hắn thiết kế chế tạo ra trước kia đã hoàn toàn bị hủy hoại sau trận chiến với thích bạch. Kim huyết chiến viên chỉ thích hợp sông sáo trong dung nhạp tiền cùng, mà khi mang ra ngoài tác dụng sẽ không lớn chủ yếu là nếu đối mặt với tù sĩ kim đan tranh lệch bên trong quy cách của tài liệu sẽ kém hơn hẳn đương nhiên bên trong dung nham tiền cung cũng cung cấp rất nhiều cơ hội kim huyết chiến viên chắc chắn sẽ được nâng cấp trong tương lai ba cửa ải phía sau cánh cửa ải thứ hai của phật môn đã cho ra tài liệu với quy cách cao hơn chuyên dùng để gia công kim huyết chiến viên trong lần hành động liên hợp của đội ngũ cải tu ba nhà trước đó kim huyết chiến viên sau khi được thay thế tài liệu mới đã có đột phá bên trên nền tảng đại triển thần uy nếu bàn về tiềm lực rõ ràng kim huyết chiến viên có nhiều không gian phát triển hơn cho tới nay ninh chuyết vẫn chưa hiểu rõ thiết kế của kim huyết chiến viên kể cả tài liệu dùng để chế tạo nên bộ khung của nó hắn cũng chưa thể tìm ra được kim huyết chiến viên được tạo ra từ kim lô tâm thông thượng nhân là đại năng luyện hư kỳ cao cao tại thượng vậy mà cũng chỉ bố trí tám tòa bên trong dung nham tiên cung đương nhiên ninh chuyết không biết chuyện kim lô này sau khi tiếp xúc, thử phân tích một chút, hắn xác định kim huyết chiến viên do dung nham tiên cung chế tạo, quả thực là vô cùng vi phạm. Cho dù sau này ta vẫn không hiểu được cấu tạo của nó, nhưng chỉ cần lần lượt thay thế tài liệu chế tạo cơ thể nó từng chút một, thì cũng có thể khiến chiến lược của kim huyết chiến viên tăng lên một cách chóng mặt. Thụ vụ đấu viên cường đại bên trên phương diện dùng tài liệu luyện chế. Lúc đó thì có được trịnh tiến tham gia, cho nên phẩm cấp của tài liệu cao hơn hẳn kim huyết chiến viên. Về mặt ý tưởng thiết kế cũng không có quá gì độc đáo Kỹ thuật chế tạo cũng không có gì quá nổi bật Còn một vấn đề nữa Bản vẽ cơ quan của thủ vụ đấu viên đã bị lộ Trịnh tiễn đặc biệt rõ Đương nhiên Bởi vì bản thân bản vẽ không có giá trị cao Nên Ninh Chuyết lúc đó mới lấy ra Dùng để tăng cường quan hệ Với vị trịnh thiếu gia nọ Ninh Chuyết muốn mô phỏng theo thủ vụ đấu viên Lặp lại thành công như lúc trước Hắn muốn chế tạo ra một cơ quan viên hầu Có chiến lực cấp kim đan để bảo vệ an toàn cho bản thân mình. Đặc biệt là trong tình hình hiện tại, rất nhiều tu sĩ xa lạ tràn vào trong hỏa thị tiên thành. Ninh Chuyết lại trở thành người nắm giữ chợ đen. Ở một mức độ nào đó, đang đứng đầu sóng ngọn gió. Vì vậy hắn rất cần chiến lược cấp kim đan. Kỳ thật thích bạch là cơ quan có được chiến lược cấp độ này. Một viên kim đan của nó được cất giấu trong cơ quan nhân gẫu. U mình sứ tiết cung cấp động lực để cho nó hoạt động. Tài liệu cấu thành nên u mình sứ tiết thích bạch cũng cần được thay thế. Nếu cưỡng ép nó phát huy ra được lực lượng cấp kim đan, bản thân nguyên liệu của nhân ngẫu không chịu nổi, diệt cơ thể cơ quan này sẽ tự sụp đổ. Nhưng vì linh tính của thích bạch vẫn chưa đạt tới 10 phần, mà cho dù đạt tới 10 phần thì vẫn phải tìm cách vượt qua linh động kỳ. Vì vậy, nó không phải là lựa chọn hàng đầu của Ninh Chuyết. Ninh Hết, lúc còn sống sở hữu thiên tư tuyết hồn bằng phách, bị luyện chế thành thiên khí cầu, bằng tình tuyết chất liệu của y khá tốt có thể tiến hành nâng cấp thay thế tuy linh tính thấp nhưng dù sao cũng được tộc nhân ninh ra có thể thu thập di vật lúc còn sống để y bổ sung linh tính giật có hy vọng đạt được mười phần dẫn tới biến đổi về chất tiến vào linh động kỳ nhưng ninh hết lúc sinh thời cũng chỉ có tu vi trúc cơ kỳ cấu trúc cơ quan thiên khí cầu bằng tình tuyết cũng có khác biệt rất lớn so với lúc y còn sống dựa vào chất liệu để phát huy ra được chiến lược kim đan cũng không phải là không thể nhưng chắc chắn sẽ không nhiều Sau một hồi suy nghĩ sâu tính kỹ Nên chuyết xác định viên đại thắng Mới là lựa chọn tối ưu nhất cho mình Linh tính của viên đại thắng không cần bổ sung Cũng đã vượt qua linh động kỳ Lúc còn sống Nó có chiến lược tiếp cận cấp độ kim đàn Phòng cách chiến đấu giỏi về cận chiến Càng khiến nó có thể phát huy Rất được ưu thế về tài liệu Quan trọng nhất Nó có được tiền tư, nghĩa cốt kim kiền Lúc còn sống viên đại thắng tinh thông mà nhiễm huyết cân công Hơn nữa cảnh giới còn rất cao Dù nó trở thành cơ quan tạo vật Nhưng vẫn có thể thi triển mà nhiễm huyết cân công Giống như thích bạch Vẫn có thể sử dụng kiều truyền phệ hồn quyết Thi triển mà nhiễm huyết cân công Cần phải có tình huyết Thế cho nên Ninh Chuyết dự định sẽ luyện chế thật tốt Hai cơ quan bộ kiện Hóa huyết trì và huyết du bình Một điểm này Hắn chợt nghĩ tới tình cảnh của bản thân từ đó sinh ra linh cảm nên chuyết là âm thầm liên lạc với tôn linh đồng hắn nói hóa huyết chỉ là tiêu hao thân thể của sinh linh khác hóa thành tình huyết cuối cùng trở thành nguyện lực cho viên đại thắng viên đại thắng có thể dùng huyết nhục của những người khác luyện chế thành tình huyết để bản thân sử dụng vậy tại sao nó không dùng huyết nhục của đệ bản thân nó tinh thông mà nhiễm huyết cân công lại dùng huyết nhục của đệ thế thể tình huyết luyện chế ra chẳng phải là của đệ hay sao đến lúc đó để lại có thể rót ngược tình huyết trở lại Chẳng phải là một con đường tắt để tu luyện ư Tổ linh đồng gật đầu Tiểu Tuyết, Mạch suy nghĩ này không sai Nhưng người có chắc chắn muốn làm như vậy không Người phải không ngừng cắt lấy máu thịt đấy Nên thuyết lộ ra vẻ kiên định Chỉ cần có thể tu luyện nhanh hơn Chút đầu đớn khổ sở này tính là gì Tổ lão đại Huynh còn nhớ không Lúc tiểu đệ còn nhỏ Huynh vì muốn rèn luyện để đệ thích ứng với đầu đớn Đã không ngừng dùng côn sắt, giỏi thép để đánh đệ Đúng chứ Cũng mày nhờ cô Huỳnh chú tâm huấn luyện như vậy Từ đó về sau đệ cũng không còn sợ hãi đau đớn nữa Hiện tại đệ thấy chẳng qua chỉ là cắt lấy huyết nhục mà thôi Xem nhiều ôn dưỡng lại những ngày tháng được đọc huấn lúc nhỏ Tô Linh Đồng nghe vậy trong lòng chấn động Y cười lớn Vươn tay vỗ vài nhìn chuyết Hảo tiêu tử Không của công năm đó ta dạy công bồi dưỡng ngươi Y cảm thấy rất đáng mừng Thân là người trong tà phái Y luôn ưa thích mạo hiểm tôn sùng kẻ mạnh ninh chuyết biểu hiện ra tính cách mạnh mẽ khiến y vô cùng thưởng thức nam tử hán đại trưởng phu thì phải như vậy dám đánh dám làm tàn nhẫn với người khác càng tàn nhẫn đối với bản thân mình hơn người cần ta giúp chuyện gì cứ việc nói ninh chuyết nhân tiện nói lão đại để đưa bản vẽ cơ quan châu huynh huynh giúp đệ luyện chế một cơ quan viên hầu trang bị các loại bộ kiện nhiều hóa huyết trì huyết du bình về đệ thì thời gian eo hẹp lại bị nhiều người chú ý cũng không tiện ra tay được không thành vấn đề tô linh đồng lập tức vỗ ngực cam đoan cũng nhờ ninh chuyết đã chia sẻ những điển tịch cơ quan mà mẫu thân quán để lại cho tôn đại ca quán từ sớm tô linh đồng không có quá nhiều thiên phú về cơ quan nhưng y lại kiên trì luyện tập nghiên cứu tỉ mỉ suốt mười mấy năm qua tạo nghệ cơ quan thuật tích lũy được hoàn toàn đầy đủ chỉ mất khoảng hai ngày y đã luyện chế xong cơ quan viên hầu Ninh Chuyết bí mật lấy đi Để cho bản thân mình sử dụng Ở chỗ sâu bên trong phủ vân Hắn rút linh tính của viên đại thắng Sau đó quán thấu đến trên người của cơ quan viên hầu Sau đó Ninh Chuyết lấy ra một thanh trùy thủ sắc bén Trước tiên là rạch máu của chính mình Sau đó cắt thịt trên cánh tay Trên đùi, trên bụng của mình Từng cơn đau đớn dữ dội liên tục tấn công thể xác và tinh thần Thế nhưng Ninh Chuyết không hề kêu gì một tiếng Chỉ cau mày, sắc mặt hơi có chút tái nhợt Viên đại thắng cố không phụng sự tin tưởng quán dùng mà nhiễm huyết cân công tầng 9 luyện hóa huyết nhục nhanh chóng thu được tình huyết nên chuyết lại rót ngược tình huyết trở về cơ thể tù vì tinh hải như đó đạt được tiến triển vượt bậc ba ngày sau nên chuyết tê cần cứ ngầm bên dưới lòng đất gặp tôn linh đồng để báo tin vui mừng cho đối phương tôn linh đồng cảm thấy vô cùng kinh dị tiểu chuyết ta biết tù vì tinh hải trước kia của ngươi sao nhanh như vậy đã tu luyện tới tầng 6 đỉnh phong rồi mặc dù người cắt đều huyết nhục cung cấp cho viên đại thắng nhưng người cũng phải chữa thương cơ mà thường thế dù sao cũng cần thời gian để hồi phục ninh chuết liền cười nói lão đại sau khi đệ tự cắt huyết nhục vài lần thì cũng chợt bừng tỉnh nghĩ ra một biện pháp tốt hơn đệ phát hiện nếu chỉ cắt huyết nhục của chính mình thì bản thân cần phải chữa thương tốc độ tu luyện sẽ bị trì trệ đi nhiều tại sao đệ lại không nhờ các tộc nhân của mình giúp đỡ tô linh đồng khó hiểu Ninh Chuyết tiếp tục giải thích cách làm quán như thế nào Tộc nhân Ninh Gia có rất nhiều người có tu vi Phần lớn đều là tu sĩ luyện khí kỳ Nhưng người này kiếm sống vô cùng khó khăn trong tiên thành Chỉ có thể làm những công việc lao động chân tay Ở tầng dưới chốt Tiền công rất thấp Ví dụ như nhổ cỏ, rèn sắt, đốt lửa Chế tác các loại dược liệu Cho nên đại đa số tộc nhân Ninh Gia Đều có xu hướng phụ thuộc vào gia tộc Làm việc các sản nghiệp của gia tộc mình Nhưng quy mô sản nghiệp của gia tộc có hạn dẫn tới số lượng công nhân cần thiết cũng không quá nhiều đa số tộc nhân của ninh gia không có tu vi quá cao chỉ có thể làm những công việc lao động chân tay ninh chuyết thấy tình hình này thì ra lệnh cho thuộc hạ là các tù sĩ trúc cơ để cho bọn họ chọn ra một số tộc nhân vô cùng khốn cùng sắp xếp cho bọn họ hiến dâng tình huyết mà để báo đáp mỗi lần rút máu cắt thịt xong thì hắn sẽ cho mỗi người một khoản linh thạch không nhỏ ninh chuyết nói đệ cũng đã tính toán kỹ lưỡng rồi Mặc dù bọn họ thụ thương Nhưng thu được một món linh thạch Bọn họ có thể dùng khoản linh thạch này Để mua sắm dược tề chữa thương rẻ nhất Lượng tiền tài còn lại vẫn còn hơn phân nửa Như vậy xem ra cũng như là kiếm lời rồi Bởi vì áp dụng phương pháp như vậy Mới được mọi người vô cùng hoan nghênh Rất nhiều tộc nhân không được chúng ta chọn chúng Cũng chủ động ghi danh Chính nhờ vào lượng huyết nhục khổng lồ này Mà viên đại thắng đã tu luyện huyết lực Của mà nhiệm huyết cân công tới tầng thứ 9 trong quá trình rót ngược vật trong cơ thể ninh chuyết nhưng huyết lực này sẽ được hắn tinh lọc giữ lại phần phù hợp với thể chất của mình phần còn lại vẫn có thể truyền về cho viên đại thắng coi như là nguồn năng lượng dự trữ cho cơ quan viên hầu có biện pháp này rồi nan đề tu luyện tinh hải của đệ coi như đã được giải quyết nên chuyết cảm thấy vô cùng cao hứng tô linh đồng vốn là người hắn tin tưởng nhất hắn có đột phá cùng với tiến triển lập tức bằng giải chia sẻ với đối phương nhưng lời nói tiếp theo của Tôn Linh Đồng Lại khiến cho hắn có chút không biết là tốt hay xấu Tôn Lão Đại cau mày suy nghĩ một chút Bỗng nhiên nói Cách làm này của ngươi chẳng phải Vẫn là lợi dụng người thân của mình sao Coi bọn họ như tài nguyên tu luyện Về bản chất thì không khác gì So với cách làm của ma đạo Ninh Chuyết không biết nói gì Hắn kịch liệt hoa khản mấy tiếng Lão Đại <laughs> Huynh không thể nói như thế được Đây là đệ đang giúp đỡ tộc nhân Cho bọn họ công ăn việc làm thu nhập của bọn họ được cải thiện là nhờ vào đệ đấy huynh không thấy được đâu mỗi khi họ nhận được linh thạch trên mặt đều nở nụ cười chân thành nhìn thấy nụ cười của họ trong lòng đệ cũng thấy ấm áp ninh chuyết nhấn mạnh đệ giúp bọn họ giải quyết sinh kế nâng cao mức sống của bản thân mà đệ cũng nhờ có sự trợ giúp của bọn họ để tăng tốc cho quá trình tu luyện đạt được thành quả cao hơn đây là chuyện đôi bên cùng có lợi mà tấm gương điển hình cho sự hợp tác thành công của chính đạo sau khi dừng một chút, hắn lại nói Đệ và lũ mà táng tận lương tâm kia Có sự khác biệt rất lớn về bản chất Bọn chúng tàn nhận máu lạnh Vì tư lợi bản thân mà không tiếc ra tay Với người thân của chính mình Loại người này thật đáng sợ Còn tộc nhân đệ đều là người tình nguyện Hợp tác giữa chúng ta không hề tổn hại Tới tính mạnh của họ Mặc dù sẽ khiến cho họ bị thương Nhưng chỉ cần uống thuốc qua một thời gian Những vết thương này sẽ nhanh chóng khỏi Đồng thời sau khi lành lặn Họ còn có thể hợp tác với đệ nhiều lần hơn Tô Linh Đồng vỗ tay một cái Ta hiểu rồi Lũ ma đạo kia tàn sát người thân Là mua bán một lần Có lão đệ của ta lại khác Người định lấy ít dùng lâu Không ngừng thu hoạch lấy huyết nhục ấy rồi ôi Ninh tuyết lại một lần nữa ho khan vô cùng mạnh mẽ Lão đại đệ không nói chuyện với Huỳnh nữa Đệ là người tránh đạo Là tránh đạo Tô Linh Đồng giang hai tay của mình Ờ tôi được rồi Tùy người muốn nói gì thì nói Ninh Chuyết thở dài Vô cùng chân thành cần thiết nói Lão đại, huynh không thể nghĩ như thế được Mặc dù huynh xuất thân tả môn đại phái Nhưng cũng phải mở rộng tầm mắt chứ Mở rộng lòng huynh Không thể lúc nào cũng nhìn sự việc Một cách phiến diện như thế được Huynh quen biết đệ cũng đã mười mấy năm rồi Huynh nói thử xem Đệ thật sự là người như vậy sao mươi 189 Ninh Chuyết đột phá Tam hải đồng nhất Tô Linh Đồng trầm mặc khiến cho Ninh Chuyết có chút lung túng Hắn vội vàng nói làng sang một chuyện khác Thôi không đề cập tới chuyện này nữa Để nói chuyện quan trọng lần này Lão Đại Để dự định dồn toàn lực chế tạo một cỗ cơ quan viên hầu Cơ quan viên hầu cảnh giới kim đan Cho dù Tô Linh Đồng Luôn hết lòng ủng hộ Ninh Chuyết Nhưng khi nghe được tin tức này Y vẫn cảm thấy tiểu địa của mình Có chút suy nghĩ hão huyền Nếu như là tu sĩ trục cơ chế tạo vật phẩm cấp kim đan Dù sao cũng chỉ tranh lệch một cảnh giới mà thôi Miễn cưỡng mà nói thì cũng có khả năng thành công Nhưng hiện tại Ninh Chuyết mới chỉ có tu vi luyện khí kỳ Bên ngoài cũng chỉ có biểu hiện ra là tu vi luyện khí tầng 3 Vượt qua hẳn một cảnh giới để luyện chế ra cơ quan tạo vật cấp kim đan Người lấy cái gì để luyện? Tô Linh Đồng trực tiếp hỏi Ninh Chuyết cười khẽ một tiếng Mặc dù tu vi của đệ hơi thấp Nhưng có người khác có thể luyện chế Tô Linh Đồng lại hỏi Người có thể mời được tu sĩ kim đan sao? Ninh Chuyết nhún vai mời được tù sĩ trúc cơ cưỡng ép luyện chế cơ quan cấp kim đan cũng là chuyện có thể đệ dự định mời người của trịnh gia luyện khí mời người ninh gia chế phủ lại mời người chu gia bày trận tôi linh đồng suy tư một chút có chất hiểu ra người đừng nói nữa thật sự là đừng nói nữa y chừng đôi mắt của mình nhìn ninh chuyết với danh vọng và các mối quan hệ của ngươi hiện tại ngươi thật sự có thể làm nước chuyện này sao chỉ là nếu người khác giúp đỡ người chẳng phải bản vẽ cơ quan lại tiếp tục bị lộ ra ngoài sao? nên chút gật đầu về điểm này đệ cũng đã suy nghĩ rồi đệ sẽ để bọn họ chia ra luyện chế riêng một số bộ phận phụ kiện cơ quan còn bản thân đệ sẽ tự tay luyện chế bộ phận quan trọng nhất tiến hành giữ bí mật một cách tuyệt đối cuối cùng đệ sẽ tự tay lắp ráp kết hợp chúng thành một cỗ cơ quan tạo vật cấp kim đan đôi mắt của tô linh đồng sáng lên chợt hiểu ra đúng vậy đây vốn là cơ quan tạo vật chứ không phải pháp khí hay là binh khí nó vốn không phải là một thể thống nhất có thể tách rời mỗi bộ phận khác nhau biện pháp này thật sự khả thi nên Chuyết lại nói ngoài ra của cơ quan viên hầu mà đệ thiết kế lần này dự tính cũng không có thiết kế tinh xảo gì nhiều đệ sẽ sử dụng một số kết cấu cổ điển quan trọng nhất chính là tài liệu luyện chế đệ sẽ sử dụng gần như tất cả tài liệu cấp kim đan có trong tay để chế tạo cỡ cơ quan viên hầu này Hiện tại trong tay của Ninh Chuyết có rất nhiều tài liệu cấp kim đan. Một phần là do Tô Linh Đồng góp nhặt được từ trong chợ đen nhiều năm qua. Một phần là từ bên trong túi chữ vật của Thích Bạch. Còn một phần là do Ninh Chuyết tống tiền tộc trưởng Ninh ra để giải quyết chuyện Ninh Tiểu Tuệ cách đây không lâu. Nếu còn thiếu những tài liệu gì, Ninh Chuyết có thể giao dịch với Chu Gia, Trịnh Gia. Thậm chí là bí mật giao dịch với phí tư cũng được. Cho tới lúc này, hắn cũng không còn là nhân vật dâu ria giống như trước kia trở thành người trưởng khống chợ đen tham gia hành động liên hợp của đội ngũ cải tu của ba nhà đã khiến hắn có thể lợi dụng tài nguyên của nhiều bên để cho bản thân mình sử dụng tô linh đồng nói nắm giữ chợ đen nhiều năm như vậy ta cũng đã tích lũy được không ít tài liệu tốt lần này ta sẽ lấy ra để cho người luyện bảo nhưng người định đưa cho người khác luyện chế thế nào đã nghĩ kỹ biện pháp chưa ninh chuyết liền nói để cũng đã nghĩ kỹ rồi hắn lấy ra địa đồ trải rộng sau đó đưa tay chỉ cho Tô Linh Đồng một địa điểm ở bên trên đó, để dự định bố trí một chút tiến hành phá hủy kho hàng ở đây, tìm thấy một lượng lớn bảo vật bên trong mật thất dưới lòng đất. Đối ngoại sẽ tuyên bố rằng đã tìm thấy chỗ giấu bảo vật của Huynh ở chỗ này. Huynh thấy thế nào? Tô Linh Đồng dò hỏi chi tiết một số vấn đề, về sau suy nghĩ một hồi, những mảnh mối lời làm chứng này đều được sắp xếp một cách hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ có điều người đột nhiên thu hoạch được khoản tài phú khổng lồ như vậy Thì phải nhanh chóng tiêu xài hết những bảo tài này Nếu không đêm dài lắm mộng Rất dễ khiến người khác tham lam cùng với nhỏ ngó Để hiểu, lão đại Ninh Chuyết gật đầu lê lịa Tô Linh Đồng đột nhiên cười một tiếng Ninh Chuyết ngẩng đầu, có chút khó hiểu Lão đại, sao thế? Tô Linh Đồng sờ cầm Trước kia ta rất xem thường đám tu sĩ chính đạo Cảm thấy phần lớn bọn chúng đều rất dối trá Bây giờ xem xét từ trên người ngươi Lại bỗng nhiên cảm thấy thuộc tránh đạo Đôi khi cũng rất có lợi Nên Chuyết cười lớn một tiếng Chính đạo cũng không phải để lợi dụng Để cho rằng đó là thái độ nhân sinh tích cực Quên nhìn mà xem Người trong ma đạo lúc nào cũng chém giết nhau Tranh giành người chết tà sống Thực sự quá mạo hiểm Có quá nhiều điều không hay Để càng mong muốn con người sống với nhau Phải cố tìm cách chung Gác lại bất đồng cho dù có mâu thuẫn cũng có thể dễ dàng tha thứ giúp đỡ nhau cùng nhau tồn tại trong hòa bình tận hưởng sự tốt đẹp của tu hành lời nói của ninh chuyết vô cùng nghiêm túc nhưng cũng chính lúc này tô linh đồng lại nhận ra sự ngây thơ của hắn thấy được đối phương chỉ là một thiếu niên 16 tuổi mà thôi vậy người đã nghĩ đến hay chưa y lập tức mở miệng hỏi ninh chuyết nói sao tô linh đồng tiếp lời sau khi có được dung nam tiên cung Người đã bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh thế nào chưa Đến lúc đó Người đã đi tìm cách trùng sống hòa bình Được với những người khác Thế lực khác ra sao chưa Đúng vậy Ninh Chuyết rơi vào trầm mặc vẻ mặt của Tô Linh Đồng dần trở nên nghiêm túc Tiểu Chuyết Ta hiểu rõ ngươi Với tính cách như trước giờ của ngươi Nhất định sẽ tính toán sớm rất nhiều việc Vậy ngươi đã suy nghĩ như thế nào rồi Ninh Chuyết cười khổ Để đăng thử Tô Linh Đồng lập tức cắt ngang Vậy nên Người lợi dụng nhân mệnh huyền ti Nỗ lực kinh doanh thế lực của bản thân thật tốt Là muốn mượn lực lượng của gia tộc Để ép buộc các thế lực trong tiên thành Thừa nhận người trở thành chủ nhân của tiên cung ư Tô Linh Đồng cười lạnh <cười> Người quá ngây thơ rồi Cho dù là ta Cũng biết chuyện này căn bản không thể nào thực hiện được Mà kệ ninh gia, chu gia hay trịnh gia Cũng đều không có chút nhân mạch nào đáng tin cậy trong triều đình Nam Đậu Quốc dạng trọng bảo giống như dung nham tiên cung liên quan tới việc chấn áp hòa thị sơn cơ nghiệp và bách tính của hòa thị tiên thành nam đậu quốc nhất định sẽ không để người trưởng quản tiên cung cũng giống như trong chiêu huyền lệnh đã nói bọn họ sẽ bức bách người từ bỏ chức vị thành chủ ép người dâng lên tiên cung như vậy mới chịu thôi đừng ôm màu tưởng viễn vòng nữa tiểu chuyết người đã đi trên con đường này rồi cũng không có cách nào quay đầu lại được nữa người phải sát phạt quyết đoán nếu không sẽ tự mình hại người nếu có một ngày trong tương lai mới đoạt được tiên cung Vậy phải lập tức điều khiển tiên cung rời khỏi nơi này Ta biết người đang lo lắng điều gì Đại trận hộ thành của Hòa Thị Tiên Thành rất tốt Nó có thể tiếp tục chân áp được Hòa Sơn Mà Nam Đậu Quốc nhất định Cũng sẽ dốc toàn lực ra tay Dù sao bên trong Hòa Thị Tiên Thành Rất có nhiều cơ nghiệp Cũng có vô số thành dân Lời nói của Tô Linh Đồng Khiến Ninh Chuyết rơi vào trầm mặc thật sâu Đối phương đã nhìn thấu suy nghĩ Và kế hoạch của hắn đưa ra lời khuyên chính xác nhất ngày hôm sau tiểu viện của ninh chuyết trong mật thất tu luyện dưới lòng đất ninh chuyết được tầng tầng lớp lớp phủ vân bao bọc thần sắc trịnh trọng lấy ra hợp bích phù hợp bích phù là một tờ giấy hình chữ nhật bên trên bề mặt giấy giống như rát vàng phần mép tờ giấy là một đường viền đỏ ở giữa tờ giấy màu vàng là một chuỗi phủ văn vô cùng phức tạp Phủ văn giống như dòng rắn cuốn quanh từ trên xuống dưới có ba vòng tròn màu bạc lần lượt đại diện cho thần hải thượng đan điền khí hải trung đan điền tĩnh hải hạ đan điền giữa các vòng tròn có đường thẳng thấp lập lóe kim quang giống như kiếm giống như cầu vòng xuyên thẳng qua ba vòng tròn ninh chuyết tĩnh tâm ngưng thần kẹp tấm phù lục bằng ngón tay đặt ở trước người mình hắn âm thầm vận chuyển pháp lực rót vào bên trong phù văn phù văn dần dần sáng lên sau đó tấm phù lục này tự động bốc cháy nhanh chóng hóa thành trò bụi trong đoàn khói lửa cuồn cuộn hào quang của phủ văn nhanh chóng tiến vào bên trong khí hải ở ngực ninh chuyết hắn lại làm theo cách cũ sử dụng hai tấm phủ lục khác để hào quang của chúng lần lượt tràn vào thần hải thượng đan điền ở mi tâm và tinh hải hạ đan điền ở bụng sau khi ba tấm phủ văn bao bọc đã lập tức hồ ứng với nhau tam bảo tình khí thần của ninh chuyết đều mỗi cái tự mình tỏa ra khí thức kỳ lạ chậm rãi lưu động quấn lấy nhau dần dần dung hợp làm một thể cuối cùng thấm vào bên trong hai đan điền còn lại Tình trạng như vậy kéo dài tầm khoảng Uống cả một chung trà Mới dần dần dừng lại Hợp bích phù Quả nhiên hiệu quả thật sự không thể Loại phù lục này Chuyên dùng để điều hòa tam điền Tù sĩ luyện khí hậu kỳ Muốn đột phá tu vi Đã tới cảnh giới trúc cơ Thì chắc chắn phải trải qua bước này Làm như vậy có thể tăng xác suất thành công Khi đột phá tu vi Nhưng ta tu luyện ba công pháp Nhất định phải sử dụng hợp bích phù Trước khi tấn thăng lên tầng thứ bảy tu sĩ chuyên tu một đan điền chưa cần dùng một tấm riêng ta mỗi lần dùng phải ba tấm mới được thế nhưng thật sự mà nói hiệu quả không hề tệ chút nào nên chuyết cẩn thận cảm thụ phát hiện tam bảo tinh khí thân của bản thân hô ứng với nhau có sự khác biệt rõ ràng so với trước kia trước kia giống như ba người cùng hô hấp nhịp thở cao thấp công đều chính là ba cá thể độc lập còn bây giờ khi thức của tam bảo đã dung hợp liên thông cùng tiến cùng lui tựa như ba mặt một thể để cho an toàn, Ninh Chuyết lại sử dụng thêm ba tấm phủ lục, điều phối tam bảo tinh khí thần cân bằng tích cực hạn. Chính là lúc này, trên mặt của hắn hiện ra vẻ kiên định, nhất tâm tạm dụng, vậy mà đồng thời thúc giục cả ba công pháp, thần hải kính đài thông liên quyết, khí hải ngũ hành khí luật quyết, tinh hải mà nhiễm huyết cân công. Ba công pháp này được hắn đồng thời vận chuyển, tu vi vốn đỉnh phong tầng 6, thì vào lúc này tựa như nước chảy thành sông, cùng nhau đột phá chính thức bước vào tầng thứ bảy tam hải đồng nhất ninh chuyết chính thức bước vào cảnh giới luyện khí hậu kỳ hơn nữa bởi vì tu luyện công pháp tam tông thực lực tổng thể của hắn đã vượt qua tu sĩ cung cấp long ngoan hỏa linh vẫn luôn chú ý tới hắn khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy vẻ mặt của con linh thú này trở nên vô cùng ngưng trọng tên tiểu quái vật này bản thân vốn có thiên tư lại có tạo nghệ cơ quan cao siêu tài năng sáng tạo hơn người lại còn sở hữu trọng bảo của tiên cung ngã phật tâm bà ấn lúc tù vi chỉ mới luyện khí trung kỳ đang nắm giữ thần thông nhân mệnh hoàn chỉnh hiện tại lại càng tiến bộ tới cảnh giới luyện khí hậu kỳ nhanh thật sự quá là nhanh trong lòng của lông quan hòa linh tràn đầy cảm khái sợ hãi thán phục cùng với một chút kinh hoàng nó quay đầu nhìn về phía mông trùng vị mông thiếu chủ này cũng đang đến cuồng tu hành trong mật thất tu luyện trên người của y bao phủ điện quang hiển nhiên là đang thi triển tiên tư Cùng muốn đột lôi gia tăng tốc độ luyện hóa pháp lực ta đột phá y đột ngột mở mắt ra <laughs> luyện khí tầng 4 rồi y bước ra khỏi mật thất tu luyện lập tức cảm nhận được vô số âm thanh nịnh hót lấy lòng mọi người đều luôn mồm tán dương bông trùng lòng hoàn hỏa linh khẩn trương tới mức nghiến răng kèn kết long trào không ngừng cào tới cào lui rất muốn chạy tới bên tai của những người này mở mồm cào thét với họ một đám ngu xuẩn có người đã tu luyện tới tầng 7 rồi là tầng 7 đấy vậy mà các người lại cho rằng mình là người dẫn đầu sao lòng oan hỏa linh cảm thấy phẫn nộ không thôi đồng thời lại có ngừng sinh ra chán nản nó bị trói buộc từ chắc tới giờ không có được tự do nó không thể tiết lộ bất cứ thông tin nào cho các đệ tử tham gia thí luyện quyền hạn của nó có hạn chế là kẻ duy nhất có thể nhìn thấu được toàn cục nó chờ mắt nhìn ninh chuyết từng bước ép sát mình Dần dần thu hẹp lại khoảng cách Nó bắt đầu cảm nhận được sợ hãi Đừng tới đây Người không được tới đây Nhanh chóng phát hiện ra hắn Màu phát hiện ra kẻ ẩn giấu sâu nhất này đi Hết trường 189 Đa tạ chữ vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại